Chiều nay ngày 17 tháng 7, tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của tỉnh tổ chức họp báo chính thức công bố sai phạm trong chấm thi ở tỉnh này. Thông cáo báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết quả kiểm tra xác minh cho thấy với bài thi trắc nghiệm qua xác minh cho thấy có dấu hiệu nâng kết quả điểm thi của thí sinh. Theo thông tin cho biết, ngày 29 tháng 6, Hà Giang bắt đầu quét bài thi trắc nghiệm gốc thành dữ liệu điện tử để đến ngày 3 tháng 7 hoàn tất, lưu đĩa CD gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 4 tháng 7. Nhưng trước khi gửi về bộ, một đường dây gian lận đã sửa chữa file tài liệu rồi dùng file đã sửa đó đưa vào phần mềm chấm thi ra kết quả cao bất thường. Phó trưởng phòng 4A83 Bộ Công an, thành viên tổ công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua xác minh ban đầu cho thấy, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Về hành vi cụ thể vi phạm của ông Lương, đại diện A83 cho biết, quá trình quét bài thi trắc nghiệm hàng năm, ông Vũ Trọng Lương trực tiếp phụ trách và ông này dùng chiếc máy tính được Sở Giáo dục và Đào tạo giao để thực hiện nhiệm vụ quét bài thi. Ông Lương đã tải về toàn bộ dữ liệu về máy, có rất nhiều số điện thoại gửi về và nhập điểm theo số điện thoại đó trong 6 giây để chỉnh sửa điểm cho một thí sinh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Ngay khi có kết quả điều tra sẽ thông tin cho các cơ quan truyền thông. Qua xác minh ban đầu cho thấy, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Cả một khoảng thời gian từ 12 giờ cho đến 14 giờ 38 phút. Trước đó là anh Lương đã chuyển được cái toàn bộ hòm chấm thi trắc nghiệm chứa bài thi trắc nghiệm và máy tính về đặt tại phòng khảo thí của Sở Giáo dục và Đào tạo. Và trong khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ đấy, là anh ấy nói, anh ấy khai là thao tác toàn bộ những việc mở khóa niêm phong, rút bài ở các túi, sau đấy là tẩy xóa và sửa theo cái đáp án của mình. Và cái thời gian này là khoảng độ hơn 2 tiếng đồng hồ. Đây là cái quy trình mà chúng tôi theo dõi lại và quan sát lại trên camera do Sở Giáo dục Đào tạo lắp. Hành vi nâng điểm cho thí sinh trong khi chấm thi đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế thi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng mưa lớn khiến nhiều diện tích rau màu của bà con nông dân trong giai đoạn thu hoạch bị dập lá, úng, thối rễ. Không ít diện tích rau màu mới xuống giống cũng bị hư hại. Hiện nay, thời tiết còn diễn biến phức tạp, thường có mưa to, gió lớn. Các ban ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân cần theo dõi chặt thời tiết, luân phiên xuống giống thích hợp, chọn những giống rau màu có thời gian sinh trưởng ngắn nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra. Theo ghi nhận, tại một số nơi, nông dân đã phải nhổ bỏ những luống rau hư, uống nước, cải tạo lại đất để tiếp tục xuống giống trở lại. Theo ý kiến phản ánh của người dân, thì chưa năm nào khu vực này lại rơi vào tình trạng ngập úng nặng như năm nay. Nguyên nhân chính của tình trạng này là việc xả rác thải bừa bãi đã làm bít các đường cống thoát nước. Nghiêm trọng hơn là nhiều con suối, con rạch phục vụ cho việc thoát nước đã bị một số cá nhân bao chiếm san lấp mặt bằng, làm thu hẹp dòng chảy, khiến cho khu vực này ngập úng cục bộ mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng này và yêu cầu các hộ lấn chiếm trả lại nguyên hiện trạng con suối, con rạch để phục vụ cho mục đích thoát nước vào mùa mưa, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ngày xưa rạch ông thì nó rộng, nó lớn, là mưa là nó thoát nước được. Nhưng mà bây giờ là dân làng là xây bờ tấn lấn ra, là nước là cũng như giờ cái rạch ông thì nó hẹp lại, nước nó thoát lâu. Mong muốn là cho tối rạch ông thì cho nó thông suốt xe rồi nó mất, cho nó thông suốt cái đường rạch ông trì á, dân mình nó đỡ bất ngập đồ này. Cái mỗi lần mưa cái đắp nước tắc ở trong nhà tắc ra không à. Trên thực tế hiện nay cho thấy thì tình trạng bao chiếm lấn chiếm sông suối kênh rạch đang diễn ra tại một số xã thị trấn của huyện đảo Phú Quốc. Ngành chức năng và chính quyền địa phương nên sớm vào cuộc và xử lý dứt điểm tình trạng này, tránh để tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống, giao thông đi lại của người dân và khách du lịch, đồng thời còn gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh cùng nhiều hệ lụy khác. Nếu như trong 6 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu gạo đạt 3,288 ngàn tấn với kim ngạch 1,609 tỷ đô la Mỹ, giá xuất khẩu bình quân tăng 50,17 đô la Mỹ trên 1 tấn, lượng hợp đồng đăng ký đạt 4.499 triệu tấn, thì hiện tại do biến động về tỷ giá đã ảnh hưởng lớn đến giá gạo của các nước xuất khẩu, nên từ tuần qua giá lúa gạo của Việt Nam đang lao dốc.
tỷ lệ biến động giá của Việt Nam đồng so với đô la Mỹ tương đương 1,17%, làm cho giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm khoảng 5 đô la Mỹ một tấn. Theo các chuyên gia cho biết, một trong những nguyên nhân khiến giá gạo sụt giảm là do Việt Nam rớt thầu Philippines. Nếu như đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới, Việt Nam không ký thêm được hợp đồng tập trung mới để hướng dẫn giá lúa gạo trong nước, thì đầu ra vụ lúa hè thu sẽ khó khăn. Hiện gạo 5% tấm chỉ còn khoảng 8.900 đồng một ký, giá gạo lứt trên dưới 8.000 đồng một ký nhưng cũng rất khó bán. Vào ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt nhận được đơn tố cáo của bà Lê Thị Tuyết Anh, trú tại phường 1, và ông Nguyễn Tiến Dũng, trú tại phường 3, thành phố Đà Lạt, tố cáo bà Ngô Thị Minh Thanh, cán bộ chi cục thuế thành phố Đà Lạt, có hành vi chiếm đoạt số tiền 224 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 4 năm 2018, vì muốn làm nhanh hai hồ sơ chuyển nhượng đất, ông Dũng đã đưa cho bà Thanh số tiền 116 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Thanh chỉ đóng 1,3 triệu đồng tiền thuế phí nông nghiệp cho một lô đất, số còn lại thì đã tiêu xài hết. Tương tự, bà Tuyết đã đưa cho bà Thanh số tiền 110 triệu đồng để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng lô đất tại phường 7 thành phố Đà Lạt. Trong đó, 29 triệu đồng là tiền bồi dưỡng cho bà Thanh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì bà Thanh đã không thực hiện đúng với cam kết. Tại cơ quan công an, bà Thanh đã thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc như trong đơn tố cáo và khai rằng do hoàn cảnh khó khăn nên đã chiếm đoạt số tiền của bà Tuyết Anh và ông Dũng để tiêu xài. Hiện bà Thanh cũng đã bị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng ra quyết định buộc thôi việc vì đã vi phạm 10 điều kỷ luật công chức thuế. Sáng nay, theo thông tin trình báo của người dân, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn nhà ở khu phố Mỹ Thành Hưng, phường 6, thành phố Mỹ Tho. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện Dương Mạnh Việt, sinh năm 1984, ngụ quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, cùng 6 thanh niên khác đang thuê căn nhà trên để hoạt động cho vay trên địa bàn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4.000 tờ rơi, 42 quyển tập ghi nợ có nghi vấn, 10 bịch keo, 1 gậy 3 khúc, 6 gậy đánh bóng chày và 7 xe máy giấy tờ xe không chính chủ. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra xử lý theo quy định nhiều nhóm thanh niên từ nơi khác đến thuê nhà ở để hoạt động cho vay nặng lãi. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, theo công bố của Tổng cục Phòng chống thiên tai vào ngày 18 tháng 6 năm 2018 đã cho biết cụ thể, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện có 562 điểm trên tổng số là 786 km sạt lở bờ sông, bờ biển. Trong đó thì có 55 điểm với 173 km sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, 140 điểm với 97 km sạt lở nguy hiểm và 367 điểm với 516 km sạt lở bình thường. Và theo đó, thì từ đầu năm 2018 đến nay, rất nhiều địa phương trong khu vực đã liên tục xảy ra sạt lở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, tính cho đến ngày 11 tháng 7 thì đã có 16 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng là 586 m. Và trong đó các địa phương như là tại khu vực Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy và Cái Răng là bị ảnh hưởng lớn nhất. Điều đáng chú ý là tại quận Ô Môn, đến nay thì đã xảy ra nhiều vụ sạt lở làm cho người dân mất nhà cửa và tài sản. Chỉ tính riêng điểm sạt lở tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ thì từ đầu tháng 5 cho đến nay đã xảy ra liên tiếp là 3 vụ sạt lở. Chỉ trong tích tắc, nhiều người dân đã rơi vào cảnh trắng tay hay lâm vào cảnh có nhà mà chẳng thể nào ở. Cuộc sống của người dân trong vùng sạt lở hiện nay đang như thế nào? Chính quyền địa phương sẽ có phương án hỗ trợ ra sao cho bà con? Phóng viên của chúng tôi đã có những ghi nhận sau đây. Đây là hình ảnh ghi nhận vào ngày 21 tháng 5 năm 2018 tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Chỉ trong phút chốc, 5 căn nhà đã bị hà bá nuốt chửng. Vụ sạt lở kinh hoàng này còn khiến 14 căn nhà khác sụp một phần và 15 căn nhà bị ảnh hưởng phải di dời. Thì 5 giờ rưỡi bữa xe tôi sáng đó, trong nhà tôi bước ra thì tôi thấy quá trời kinh khủng luôn. Sụp từ từ đó rồi bắt đầu xuống cái, người nào người nấy rung mình hết trơn. Quá trời sợ rồi, khủng khiếp luôn. Hồi nào giờ tôi thiệt mới thấy cảnh này đó trời. Sau 2 tháng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng, nơi đây rất điều hiu và vắng vẻ. Nhiều căn nhà khang trang cũng chịu cảnh bỏ hoang, số khác bị tháo dỡ nham nhở. Từ có nhà, bỗng rơi vào cảnh trắng tay, nhiều người đành chịu cảnh ở nhờ ở đậu nhà người thân gần đó.
không đành để tài sản tích góp cả đời bị Hà Bá cuốn trôi, bà Nguyễn Thị Kim Tác cùng những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đã dùng tiền hỗ trợ di dời để gia cố tạm thời, nhưng tình hình cũng chẳng mấy cải thiện. Mình thấy có hiện tượng đắp vô, mất tiền chứ cái nhà còn là quý rồi, bởi vì gán đổ vô hết trơn đó. Bởi vì yêu cầu nhà nước mà gia cố sớm nha, cho dân chúng ở đây đỡ, chứ còn mà nếu là trễ là kể như hết trơn đất luôn, không có chỗ nữa mà cất nhà luôn. Đời sống bà con bây giờ bấp bênh lắm, không ở, không có chỗ ở, đi ở đậu không có cơ sở gì làm hết, đi không yên mà ở không yên. Nhà nước làm bờ kè sớm chừng nào tốt cho dân chừng đấy, chứ còn nếu mà tháng 8, 9, 10 đây thì nhà mấy nhà này đều xuống sông hết, không còn ở nào. Ở đây là trông mong vậy đó, chứ không có muốn đi. Không có muốn đi chỗ này, đi chỗ này nó, chỗ này tại vì chỗ này ở đây là hồi đó tới giờ, bây giờ nó quyến luyến dữ lắm luôn. Giờ đi bỏ đi không đành. Trong khi người dân đang lâm vào cảnh khốn khổ, thì hiện nay vết nứt mới vẫn tiếp tục xuất hiện, đe dọa sạt lở càng khiến bà con hoang mang. Trước vấn đề này, đại diện chi cục phó chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết, hiện Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất phương án và đồng ý trích 6,3 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng thành phố để thực hiện dự án khắc phục sạt lở phường Thới An, đồng thời với số tiền 35 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương năm 2018 phân bổ Cần Thơ để thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn, khu vực Thới Lợi. Phía bờ phải, hướng từ Ô Môn ra Vàm Thới An, ngành chức năng và địa phương tiếp tục nghiên cứu để thực hiện những giải pháp căn cơ hơn. Trên cái nguồn mà dự phòng ngân sách của thành phố đó, thì sẽ thực hiện ngay cái công tác là chúng ta gia cố, chúng ta bảo vệ cái mái bờ sông trước. Đó, trong khi là chờ các cái giải pháp mà căn cơ từ cái nguồn 35 tỷ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thì dự kiến là khoảng trong cuối tháng 7 này chúng tôi sẽ duyệt được cái báo cáo kinh tế kỹ thuật từ cái nguồn dự phòng của thành phố. Thì sẽ triển khai ngay để đôn đốc và đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện để hoàn thành sớm nhất, để giúp cho bà con là có thể là khắc phục được sạt lở tạm thời trước khi cái mùa lũ về. Tính đến ngày 11 tháng 7, toàn thành phố Cần Thơ có 16 điểm sạt lở, tổng chiều dài khoảng 586 m. Sạt lở đã làm sập hoàn toàn 10 căn nhà, 43 căn bị ảnh hưởng một phần, ước tính tổng thiệt hại khoảng 33,6 tỷ đồng. Vào mùa mưa cũng là lúc vùng đồng bằng sông Cửu Long bước vào mùa sạt lở. Khi biện pháp hữu hiệu để phòng chống sạt lở vẫn chưa có, nhiều hộ dân sống ven sông bị mất ăn, mất ngủ.